Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu Nhi ngày 1 tháng 6, Pokemon Company đã mang đến cho những fan hâm mộ cả thiếu nhi lẫn không thiếu nhi một món quà. Đó là trailer mới dài khoảng 3 phút của Pokemon Scarlet và Violet. Vậy trailer này mang đến cho chúng ta biết thêm những điều gì về hai bản game mới của thế hệ thứ 9 sẽ ra mắt vào cuối năm nay? Hãy cùng mình soi mói và phân tích trailer này nhé! Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Trailer mở đầu với cảnh nhân vật chính ở nhà chuẩn bị rồi phóng ra đường. Nhân vật đang chạy thì chúng ta được thấy một thiết kế mới của Pokemon Center, một thiết kế rất tối giản, nhìn khá giống các trạm xăng. Trong những phân đoạn sau đó, có thể thấy Pokemon Center ngoài việc hồi phục sức khỏe cho Pokemon thì vẫn sẽ tích hợp luôn cả Pokemon cho chúng ta mua bán. Với việc thế giới trong Pokemon Scarlet và Violet là thế giới mở, nên các Pokemon Center sẽ phải xuất hiện ở rất nhiều nơi để người chơi thuận tiện bảo đảm sức khỏe. Vì vậy mà một thiết kế đơn giản thế này là chấp nhận được, chứ đặt mấy cái tòa nhà to ở những vùng hoang dã thì hơi kỳ. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với trailer đầu tiên của hai bản game này, thì có vẻ như cả khi được đặt trong thành phố, các Pokemon Center cũng sẽ có thiết kế tương tự. Điều này khiến mình không thích lắm, vì dù sao Pokemon Center cũng là một nơi quan trọng, nên được làm chỉnh chu hơn một chút khi được đặt trong cả thành phố. Sau đó thì giao huy hay logo của hai tổ chức chính trong game đã chính thức được lộ diện. Và đúng như dự đoán, cam và nho chính là những trái cây đại diện cho hai tổ chức này. Thêm nữa, ở phân cảnh này, đạo diễn đã cố tình cho hai chiếc logo này đối mặt với nhau, có thể là để thể hiện cho sự tranh chấp của hai tổ chức. Đằng sau là tòa nhà có vẻ là quan trọng nhất của vùng đất và cũng đã được xuất hiện khá nhiều ở trailer đầu tiên. Nhìn xuống một chút, chúng ta sẽ thấy được giao huy trái nho nằm hẳn trên cửa chính của tòa nhà, nên tùy vào bản game sẽ có một tổ chức làm chủ tòa nhà quan trọng này, có khi còn là kiểm soát cả vùng đất. Hai vị giáo sư của thế hệ này cũng đã được giới thiệu, và đây cũng là lần đầu tiên trong Pokemon series có đến hai giáo sư cùng thuộc một vùng đất. Nhưng cũng lại phụ thuộc vào bản game mà sẽ có một vị giáo sư tương ứng hướng dẫn và giúp đỡ người chơi. Giáo sư Sada sẽ là giáo sư Pokemon trong Pokemon Scarlet, còn trong Pokemon Violet, giáo sư Turo sẽ là người đứng đầu của trung tâm nghiên cứu Pokemon. Trên trang chủ của Pokemon, ở dòng giới thiệu về hai nhân vật này có câu: mỗi người đang thực hiện nghiên cứu về một truyền thuyết khác nhau của vùng đất này, nên rõ ràng là hai vị giáo sư này đang không đi cùng con đường, cũng như là không có chung chí hướng. Nhưng nói chung, Sada và Turo là những giáo sư có thiết kế đẹp nhất từng được giới thiệu. Gặp giáo sư xong thì chúng ta được gặp một nhân vật mới nữa. Cô nàng này là Nemona, một Pokemon Trainer rất mạnh. Đó là mô tả của trang chủ Pokemon. Những dòng mô tả này cũng nhắc đến những chữ như là Your Friend, nghe đã thấy mùi rival. Nhưng lại nói thêm là Nemona sẽ là một người hướng dẫn đáng tin cậy của chúng ta trong cuộc hành trình. Câu này thì làm bọn mình nghĩ đây sẽ là senpai hướng dẫn chơi game là chính. Nhưng một nhân vật vừa mạnh, vừa có thể xem là bạn, vừa là senpai, lại còn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình. Mình thấy có màu sắc của champion bất bại nào đó ở đây rồi đấy. Có khi nào Nemona chính là nhà vô địch của vùng đất thứ 9 này không nhỉ? Chứ với những mô tả như là có kỹ năng chiến đấu thượng thừa, kinh nghiệm không thể bàn cãi, thì không phải là champion cũng hơi uổng. À mà thứ cô nàng này dở nhất là ném bóng Pokeball nhé. Khá giống với một champion kim YouTuber chơi dơ nào đấy. Tiếp đến, có phân đoạn người chơi nói chuyện với một ông chú nào đó về việc multiplayer. Chúng ta có thể kết nối với 3 người khác, tạo thành tổ đội 4 người và đi khám phá cùng nhau. Điều này cũng đã được gợi ý mập mờ trong trailer đầu tiên và giờ đã được confirm. Chỉ là chúng ta vẫn chưa biết rằng chế độ chơi với bạn bè này sẽ như thế nào và hoạt động ra sao. Liệu rằng chúng ta có thể party ở khắp nơi trên vùng đất, vì dù sao đây cũng là một game open world, hay sẽ bị giới hạn lại như kiểu đánh raid trong Pokemon Sword and Shield? Nhìn chung thì thông qua trailer chúng ta vẫn chưa có câu trả lời cho thắc mắc đó, nhưng những phân cảnh tương tác giữa các người chơi với nhau làm mình có một chút kỳ vọng vào việc chúng ta có thể party everywhere để làm nhiệm vụ. Thời trang và khả năng thay đổi ngoại hình nhân vật thì chắc không cần phải nhắc đến nhiều nhỉ, nói chung là rất đẹp các bạn à. Cửa sổ chiến đấu cũng đã được thay đổi thiết kế và mang hướng giống với trong Pokemon Brilliant Diamond và Shining Pearl. Tuy nhiên, thanh thông tin của Pokemon hoang dã đã được đặt lên ngay phía trên của Pokemon, nên bọn mình suy đoán là có thể xảy ra tình trạng chúng ta sẽ bị đánh hội đồng, sẽ có thể có nhiều hơn một Pokemon hoang dã tham gia vào một trận đấu. Điều này giống như sự điên cuồng của các Pokemon trong Pokemon Legend Arceus. Mình vẫn hơi tiếc cho việc chúng ta không có tính năng quăng bóng từ xa như trong POA. Người chơi sẽ phải tiếp cận và vô trong màn hình thi đấu để bắt Pokemon. Nhưng nếu nhà sản xuất lược bỏ được đoạn ném Pokemon của chúng ta ra trận thì cũng sẽ khá hay. Animation mới cho tính năng trao đổi Pokemon cũng được đưa vào trailer, không còn diễn ra trong thế giới ảo nữa. Giờ thì các trái bóng Poke Keytray sẽ bay theo đúng nghĩa đen đến chỗ người trao đổi. Lần đầu xem thì mình thấy animation này khá đẹp và ổn, nhưng sau khi xem lại nhiều lần thì mình thấy nó hơi bị vô lý. Kiểu làm sao mà một trái Pokeball lại có thể có tên lửa rồi bay xa như vậy được. Trước đây thì khi trade, chúng ta có thể giải thích là Pokemon được mã hóa và chuyển đổi qua lại, nên xa ở đâu cũng có thể tới được, miễn là có Internet. Còn với việc bay thẳng lên như thế này thì hơi ảo ma Lazada quá. Nếu có một thiết bị đẩy hay hỗ trợ di chuyển nào đó cho những quả bóng Poke thì còn hợp lý, nhưng trong trailer thì chúng ta chưa thấy, mà còn chỉ thấy người chơi bắn quả bóng đi và nhận quả bóng về với hai bàn tay bình thường. Vì vậy, mình đã không còn đánh giá cao hiệu ứng mới này của tính năng trao đổi nữa. Đây có thể là sân đấu của một hội quán nào đó, nhìn khá nhỏ và còn ở trên cao hơn mặt đất vì có cầu thang ở đây, nên Dynamax hay Gigantamax chắc chắn sẽ không được sử dụng. Xung quanh sân đấu có những luống hoa được chia từng ô giống với ở quảng trường lớn trong trailer đầu tiên. Mình nghĩ đây sẽ là một theme và sẽ được thiết kế cho các sân đấu hội quán còn lại. Với cảnh này thì mình đoán là nhà phát hành muốn gợi ý cho chúng ta về một số hệ của hội quán. Đây có lẽ là hội quán hệ đá hoặc đất, còn đây là hội quán hệ cỏ, và cuối cùng là hội quán hệ lửa rất rõ ràng. Đây có thể cũng là 3 gym đầu tiên người chơi phải đối đầu trong cuộc hành trình cũng nên. Ngay sau đó, chúng ta được đưa đến cảnh phim phải nói là đáng giá nhất của cả trailer này, màn xuất hiện của hai Pokemon huyền thoại đại diện cho từng bản game. Chúng ta có Koraidon là linh vật của Pokemon Scarlet và Miraidon đại diện của Pokemon Violet. Theo mình thì cả hai Pokemon huyền thoại này đều sở hữu thiết kế khá là đẹp mắt và cũng có phần độc lạ. Theo một số nguồn tin thì người chơi có thể cưỡi lên Pokemon huyền thoại, và với thiết kế như thế này, Koraidon sẽ giống với một chiếc xe mô tô, còn Miraidon sẽ giống với một chiếc xe bay. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này, chỉ có một Pokemon huyền thoại có thể cưỡi được mà thôi. Điều này có phần hơi vô lý và thiếu công bằng, nên theo mình, tùy vào bản game, người chơi sẽ được trao cho một vật phẩm hoặc một chiếc chìa khóa gì đó để leo lên lưng hay biến đổi Pokemon huyền thoại tương ứng của bản game đó thành hình dạng thú cưỡi hay thiết bị di chuyển. Còn khi chúng ta có được Pokemon huyền thoại còn lại của bản game kia thì vì không có vật phẩm nên sẽ không kích hoạt được chức năng cưỡi. Điều này vừa bảo vệ được cho sự độc quyền của từng bản game, cũng như là giải thích cho việc chỉ có thể cưỡi được một Pokemon huyền thoại. Nói nhiều về thiết kế như vậy vì ngoài hình dáng và tên ra thì chúng ta chẳng biết thêm điều gì hơn về các Pokemon huyền thoại. Hệ hay ability của Koraidon hay Miraidon vẫn là một bí ẩn. Dự đoán của bọn mình là Koraidon sẽ mang song hệ đất và tiên, còn Miraidon sẽ có song hệ thép và điện, để xem có đúng không nhé. Tuy nhiên, thông qua tên của hai vị thần này thì Mirai trong tiếng Nhật có nghĩa là tương lai, còn Korai có vẻ là viết khác đi của Kodai trong tiếng Nhật có nghĩa là cổ đại. Cộng thêm thiết kế mang đậm sự khác biệt về thời đại của hai Pokemon này thì rõ ràng thời gian hay thời đại sẽ là vấn đề chính trong cốt truyện của Pokemon Scarlet và Violet. Thậm chí thì trang phục của hai vị giáo sư cũng thể hiện sự khác biệt của thời gian. Sada với trang phục rườm rậm như thời cổ đại, còn Turo thì mặc bộ đồ rất là công nghệ và tiên tiến. Đây có thể cũng sẽ là mâu thuẫn tạo nên hai tổ chức với logo cam và nho, nhưng mâu thuẫn như thế nào thì chắc phải đợi game ra thì chúng ta mới biết được. Thông tin về hai Pokemon huyền thoại thì còn mù mịt, nhưng với 3 Pokemon mới được xuất hiện trong trailer thì chúng ta đã có rồi đây. Pawmi thuộc họ nhà chuột, mang đơn hệ điện và có hai chi tiết hình tròn ở hai bên má. Đây chắc chắn là một phiên bản khác của Pikachu ở vùng đất này. Lechonk thuộc họ nhà heo, chỉ mang đơn hệ thường. Dự là sau khi tiến hóa thì em này sẽ mang song hệ thường và bóng tối. Và hy vọng em ấy cũng sẽ có một bộ chỉ số ổn, vì Lechonk sở hữu một ability khá tốt là Aroma Veil. Cuối cùng là Smoliv, mang song hệ cỏ thường và phá vỡ đi sự độc tôn của gia đình nhà Dealing và Shawbuck với song hệ này. Nói vậy thôi, chứ song hệ này cũng chẳng tốt là mấy đâu. Trang chủ Pokemon cũng đã bổ sung thêm một số thông tin về bộ ba khởi đầu của Gen 9. Tuy nhiên, những thông tin này là không quá rõ ràng, nhưng khi mình đọc thì làm mình liên tưởng tới một số điều. Ví dụ như ở Sprigatito, có thông tin là Pokemon này sẽ có một chiêu thức hay hành động làm tỏa ra mùi hương khiến đối thủ ngửi phải sẽ giảm tinh thần chiến đấu. Liệu đây có đang ám chỉ Ability Intimidate không nhỉ? Chắc nhiều bạn sẽ không thích điều này cho lắm. Còn với Fuecoco thì vảy của Pokemon này được đề cập đến khá nhiều và có khả năng hấp thụ nhiệt để chuyển hóa thành năng lượng. Một Ability mới giống với Solar Power nhưng sẽ không gây mất HP chăng? Cuối cùng là Quaxly. Không quá bất ngờ khi mái tóc bồng bềnh của Pokemon này là chủ đề chính được nhắc đến. Mái tóc được cho là vuốt gel trong khá bảnh nên có khi Ability của chú vịt này sẽ liên quan gì đó đến gel. Nhưng điều mình lo ngại nhất là ở câu này. Quaxly có thể dùng chân để đá đối thủ rất nhanh và liên tục. Mình thật sự không muốn sau khi tiến hóa thì Pokemon khởi đầu này sẽ mang song hệ nước và giác đấu đầu. Pokemon Scarlet và Violet sẽ được chính thức lên kệ vào ngày 18 tháng 11 năm nay với mức giá ở Mỹ là 59,99 USD chưa bao gồm thuế. Tức là chúng ta còn khoảng hơn 5 tháng để tích góp nhằm rước một trong hai bản game đó về chơi và trải nghiệm. Cùng cố gắng nào! Và đó là những gì mà trailer mới nhất của Pokemon Scarlet và Violet ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 đã mang đến cho chúng ta, cũng như là một số nhận xét và dự đoán của mình về các bản game thuộc thế hệ thứ 9 này. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về trailer mới này, cũng như là về Pokemon Scarlet và Violet? Các bạn có nhìn ra được chi tiết thú vị nào trong trailer mà mình đã không đề cập không? Hãy cho mọi người cùng biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!